kêu lộn. Rồi tới lỗ bên này. Dễ xuống cái chị. Hai chốt, hai lỗ đây, cho hai chốt đây. Nhưng mà này cũng vậy, hai lỗ vô hai chốt. Rồi, để mình qua nó dài. Kéo lên, nằm. Kéo xuống gặp mặt. Này nó khóa nè, kéo xuống. Trong này là ngã nè, bấm vô ngã. Rồi bấm chống lực, kéo ra nó ngã xuống hai bên. Đó, kéo ra nó lật rồi, nằm thẳng rồi, nằm thẳng rồi nó không bị nhõng. Thank you.